Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào tất cả quý vị, các cô chú, anh chị và các bạn. Với mong muốn để cho mọi người có những cái thông tin thật sự chính xác và đặc biệt là vui tươi, thật sự là vui trong câu chuyện của em Vũ. Và với những cái căng thẳng nó đang diễn ra, với những cái áp lực mà bác Ngọc cũng như là em Vũ đang gặp phải, thì hôm nay thì cũng rất là may cho Estan TV cũng được trò chuyện với bác Ngọc. Và lát nữa thôi thì cũng để cho mọi người nghe một cái đoạn thôi, để cho mọi người thấy là cái cuộc trò chuyện rất là cởi mở giữa Estan TV và bác Ngọc. Đây cũng là một cái may mắn mà xin được cảm ơn bác Ngọc vì những cái thông tin rất là quý giá, quý báu để truyền tải tới cộng đồng. Trong cái quãng thời gian vừa qua thì cô chú anh chị và các bạn, mấy ngày vừa rồi thì thật ra đấy có rất nhiều tin nhắn, có rất nhiều cái mà cô chú anh chị và các bạn nhắn cho Estan TV để hỏi rằng là trong câu chuyện của em Vũ thời điểm hiện tại nó như thế nào rồi, và bác Ngọc em Vũ ra sao trong cái vấn đề liên quan đến câu chuyện. Thì xin thưa với tất cả mọi người, để cho mọi người được yên tâm thì hôm nay Estam TV cũng đã liên hệ và trò chuyện với bác Ngọc. Nhưng mà là trước khi đến với cái đó thì chúng ta cũng cần đến những cái thông tin nóng khác, sau đó thì sẽ cho cô chú anh chị và các bạn thấy. Như ở video trước thì bản thân Estam TV cũng đã trò chuyện với cô chú anh chị và các bạn về cái vấn đề ở đây là cái giấy ủy quyền. Rõ ràng là bà Vân bây giờ đang đuối lý và bà ta thì đang sợ sệt bỏ trốn ở đâu đó thôi. Nhưng cái mà bà chờ bà Vân này thì không phải là đơn giản đâu cô chú anh chị các bạn. Cái mà chờ bà Vân này là một câu chuyện liên quan đến những vấn đề hình sự. Đây là cái điều mà chúng ta có thể mường tượng ra. Và bây giờ là luật sư của em Vũ là và bác Ngọc, tức là người đại diện ủy quyền của em Vũ đấy, hay là của bác Ngọc. Nói chung là em Vũ ủy quyền cho luật sư đi cho nó dễ, thì mình cứ nói như vậy cho nó dễ hiểu. Thì họ cũng đã gom đầy đủ bằng chứng chứng cứ để yêu cầu cơ quan chức năng vào việc giải quyết sớm cái vụ việc này và làm yên lòng tất cả mọi người đang quan tâm và yêu thương ủng hộ cho em Vũ. Và chúng ta cũng thấy rồi, bản thân bác Ngọc thì thật sự là bác ấy cũng có rất nhiều cái áp lực. Thật sự là mình chỉ đặt mình vào cương vị bác Ngọc thôi là chúng ta sẽ thấy có rất nhiều cái áp lực. Mà cái áp lực ở đây là cái áp lực một ngày nào đó đi ra đường không biết là Vân cho người xơi lén hay là làm cái gì lén lút là nguy hiểm nha mọi người, rất là nguy hiểm đối với em Vũ, đối với bác Ngọc. Cho nên là cũng hy vọng là bác Ngọc và em Vũ cũng nên cẩn thận những cái vấn đề này. Và chúng ta cũng đã thấy rồi, có những cái tình tiết chính thì em Vũ cũng đã chia sẻ trên kênh của anh Nghĩa Trọng, bác Ngọc cũng đã nói rất là rõ trong những cái câu chuyện đó. Nhưng để cho mọi người được rộng đường dư luận thì chúng ta lại phải đến với những cái vấn đề khác nữa, sau đó mọi người mới nghe cái đoạn ghi âm nha. Và như Estam TV đã nói ở đầu video là cô chú anh chị và các bạn cũng đã nghe những cái vấn đề liên quan, đó là gì ạ? Đó là câu chuyện liên quan đến những ủy quyền của em Vũ. Và chúng ta chẳng thấy cái ủy quyền nào của bà Vân, không thấy cái di chúc nào của bà Vân, cũng không thấy cái hợp đồng mua bán nào từ phía bà Vân này cả. Bây giờ bà ta đang lo hay là đang lót dép để ngồi thì mình không biết nhé, cái từ lót dép thì mọi người tự hiểu nha. Cái quan trọng nhất là chúng ta lại phải đến thêm với một cái như thế này nữa cô chú anh chị và các bạn. Đó là ở video trước thì mọi người nhìn vào cái số nhà, nhìn vào cái ủy quyền, và Estam TV cũng đã nói rất rõ cạnh nhà em Vũ thì lại có những số nhà khác, và đầu ở con hẻm đó, đầu ở cái con hẻm ngã ba chứ không phải là cái đường to này nhé, là đi xuống là có 3 đến 4 căn. Căn thứ tư là của cái bác bên cạnh nhà em Vũ rất là thân như cô chú anh chị và các bạn. Đó là cái căn mà đang mọi người đang nhìn vào đây, đối diện đây này. Thì ở đó nó có cái quyết định là số nhà, và chúng ta cùng đọc cái quyết định cấp số nhà này. Đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban quận 12. Số 344 QĐUB ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quận 12 ngày mùng 4 tháng 6 2021. Vậy là sau khi một năm là ông bà em Vũ là đã được cấp số nhà rồi nha cô chú chị và các bạn. Đấy. Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành ngày 21 tháng 6 1994, căn cứ quyết định số 1958 1998 QĐUB quản lý đô thị là QL đấy, ngày 13 tháng 4 1998 về việc ban hành quy chế cấp số nhà và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ ở đơn xin cấp số nhà của công ty trách nhiệm hữu hạn thành thương mại xây dựng và đô thị kinh doanh nhà Tân Hồng Uy, theo đơn đề xuất của phòng quản lý đô thị quận 12 quyết định điều 1 nay cấp số nhà cho khu nhà ở phường Hiệp Thành quận 12 bao gồm các nhà như sau, bao gồm các số như sau thì phải.
1A1, 2A1, 3A1 đến số 12A1. 2 là 1A2, 2A2, 3A2 đến 21A2. 1A3, 2A3, 3A3 cho đến 20A3. Như vậy là chúng ta chỉ nhìn vào đây là chúng ta thấy 20, 21, 12 là tổng cộng là có 53 nền. Và tất cả ở đây mà chúng ta gọi theo cái theo kiểu mà chúng ta làm dân bất động sản là tất cả đều là sổ chung nha cô chú anh chị và các bạn. Bản đồ quy hoạch nhóm nhà ở phường Hiệp Thành, quận 12. Quy mô 6.468 m², được kiến trúc sư trưởng thành phố duyệt số 101/09/KTST DB2 ngày 28 tháng 9 năm 2000. Số nhà cũ nếu có, không có. Điều 2, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân quận 12, Trưởng phòng quản lý đô thị quận 12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành và công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hồng Huy thực hiện quyết định này. Và như vậy chúng ta có thể thấy rất là rõ ràng nha cô chú anh chị và các bạn. Đấy. Để cho cô chú anh chị và các bạn nhìn và chúng ta thấy những cái điều nó rõ ràng. Và ở đây trong cái này nó có ghi chú rất là rõ ràng, quyết định này không có giá trị công nhận quyền sở hữu nhà cho gì đây? Ở bên cái này nó che mất rồi thì mình không ấy nữa, nhưng mà có cái là phòng công chứng số 5. Đây là công chứng ở phòng công chứng số 5 thành phố Hồ Chí Minh. Chứng nhận bản sao này đúng như bản chính. Đó, và nó có số đầy đủ dấu mộc đỏ công chứng viên là Đỗ Thiện Căn. Chắc là có bác các anh các chị này nếu mà có làm thì bây giờ không biết là còn làm hay không. Nhưng mà ký thay Ủy ban nhân dân quận 12, chủ tịch, phó chủ tịch ký là Huỳnh Văn Thời. Đấy. Thì không biết là các bác ấy có bây giờ còn đương chức hay không. Nhưng mà qua câu chuyện này, qua những vấn đề này chúng ta mới thấy đó, chúng ta mới nhìn rõ bản chất của vấn đề ở đây là cho dù thế nào đi chăng nữa thì bà Vân có làm cái gì đi chăng nữa nha cô chú anh chị và bạn, thì cũng không thay đổi được cái điều gì trong cái câu chuyện liên quan đến cái nhà ở, đất ở. Đó, chúng ta thấy rồi đó. Và như tôi đã nói là em Vũ có rất nhiều thứ. Em Vũ có nhiều thứ, thế còn cô Vân có cái gì? Em Vũ có di chúc này, có hợp đồng mua bán, có di chúc, có giấy ủy quyền, mà lại có cả người làm chứng nữa. Đó. Thì vậy sâu chuỗi lại tất cả những sự việc thì chúng ta nhìn xem bà cô kia có cái gì trong tay nào. Nếu như bà không có gì trong tay thì bà sẽ phải đối mặt với cái gì? Bà sẽ phải đối mặt với câu chuyện pháp luật, câu chuyện liên quan đến hình sự, câu chuyện liên quan đến khởi tố hình sự nha, câu chuyện liên quan đến những vấn đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó. Mà bà có trốn ở trong cái căn nhà đó được bao lâu đó. Căn nhà này hay căn nhà khác cái đấy là tôi không cần quan tâm nha. Và như ở video trước tôi đã nói là rất nhiều người biết chỗ ở của cô hiện tại bây giờ, cho nên là cô có về ngoài Bắc thì chỗ ở hiện tại cô bây giờ cô phải nên biết là có khi là cũng đang có ở trên cơ quan chức năng rồi. Đấy. Và tại sao mà thì lý do thì bản thân cô Vân tự biết, cô Vân tự nhìn nhận, cô Vân tự đánh giá. Và với cái nhã ý của bác Ngọc mà lát nữa mọi người sẽ nghe sau đây á, thì tôi thấy là nó rất là hợp lý, nó rất là tình người. Nhưng mà đôi khi chúng ta các cụ hay nói nhân nhượng với kẻ thù cũng là một tội ác đấy. Nên đấy là cái mà các bác các anh các chị hay nói thôi, nhưng mà mình muốn nói ở đây là ở mỗi người sẽ có một cách xử lý khác nhau. Mà chúng ta cũng thấy rằng là bản thân bác Ngọc bây giờ bác có rất nhiều cái phức tạp trong câu chuyện. Đó là liên quan sau này dù gì thì em Vũ cũng là người nhà, người thân với cô ấy. Nhưng mà thực ra thì theo quan điểm của mình nghĩ là thân ai đấy lo thôi. Chứ bà cô này chắc chả bao giờ bà ấy lo cho con người, cho em Vũ đâu. Có lo chỉ có cô mà là con nuôi đó, là cũng cùng với ba em Vũ, thì may chăng là có cô ấy rồi bác Ngọc những anh chị em khác ta lo thôi. Chứ thật sự là cái bà cô này thì chúng ta chẳng tin được vào đâu đâu cô chú anh chị và các bạn. Với những cái thứ người, với những cái hạng người này thì xin phép cô chú anh chị và các bạn không biết mọi người đánh giá như nào. Tôi đi thật sự là tôi không thể tin được cái bà cô này đâu. Và khả năng là mình nghĩ rằng bà cô này sẽ không bao giờ thay đổi. Người ta nói rồi, con người Giang Sơn thì dễ đổi, mà bản tính thì khó rời. Đấy. Đây là cái câu chuyện rất là rõ ràng. Bản thân bà ta đã là một con người, nếu như sống đàng hoàng thì bà ta không phải trốn chui trốn lủi, cũng không phải
im hơi lặng tiếng, và bà ta phải gọi luôn báo chí vào: à, ông Ngọc, ông đang vu khống tôi này, thằng Vũ đang vu khống tôi này, nó, cô mời luôn báo chí vào cuộc đi, đối chất một cái đàng hoàng này. Đấy, cô xuất hiện, cô mời báo chí vào cuộc. Đấy, mời công an vào cuộc để lấy lại danh dự cho cô nhé. Nếu mà lát nữa mà cô nghe bác Ngọc nói đây thì có lẽ là cô tè ra quần. Tôi, đấy là tôi nói thật. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì thực ra thì tôi nghĩ rằng là nếu như một lát nữa thôi cô Vân nghe bác Ngọc nói là cô Vân sẽ thấy là cái tình cảm, cái thiện chí, người ta thêm bạn bớt thù, chứ người ta không bao giờ muốn dồn người khác vào đường cùng. Đây là một cái điều mà mình thấy bác Ngọc rất là nhân văn trong cái vấn đề của em Vũ. Và đó là một cái cách xử lý, xử trí của những người người ta có kinh nghiệm sống. Đấy, một cái rất là đáng khâm phục nha cô chú anh chị và các bạn, để cho chúng ta hiểu, đúng không ạ? Và ngay bây giờ đây xin mời cô chú anh chị và các bạn đến với cái sự chia sẻ của bác Ngọc. Và rất cảm ơn bác Ngọc hôm nay đã bắt máy khi mà Etam TV gọi điện. Mời mọi người hãy nghe luôn đây. Thông tin em cho chị rồi nhé. Dạ dạ, vâng. Thế thôi thì cũng có theo cái duyên, nếu mà lúc nào có thời gian thì mà trò chuyện được với bác chút thì càng tốt. Còn nếu như mà có thể thì có một vài cái thông tin, nếu mà nó liên quan đến cái di chúc hay giấy tờ, nếu mà được thì nhờ bác cho bọn em xin cái thông tin đó mình chia sẻ một chút được không ạ? Về cái để này. Dạ. Tất cả cái sự việc ấy thì anh đã qua kênh của Trọng Nghĩa rồi, anh đến nhà Trọng Nghĩa rồi. Dạ, qua dạ. Kênh của Trọng Nghĩa rồi. Dạ. Cho nên là anh cũng đã thông tin như vậy rồi, và sự việc thì nói đúng như với em bên này này. Dạ. Tất cả anh đã hoàn thiện các hồ sơ rồi, chuẩn để cho bên ủy quyền cho bên luật sư người ta làm việc rồi. Dạ dạ, vâng. Cho nên là bây giờ mình cũng chỉ chờ đợi với bên luật sư người ta làm việc thôi. Dạ vâng. Cần cái thủ tục một giấy tờ để mà anh hoàn tất hồ sơ thì anh đã làm xong. À dạ. Hầu như trong từ tuần này thì nói chung là từ hôm thứ bảy vừa rồi là anh cũng dành nhỡ rồi. Nói chung tất cả đã xong rồi. À dạ. Bây giờ chỉ đợi về bên pháp luật thì người ta vào cuộc thôi, thì mình cũng đợi một chút xíu, nếu mà dụ anh cũng muốn là này này. Thôi thì tình cô cháu thì làm sao nữa, thì thôi cô lỡ bán rồi, nhờ mà đưa ra tòa, mà kiện tụng nhờ ra tòa thì nó liên quan với cô sai, lại chồng sai nhiều lắm, em hiểu không? Dạ dạ. Có rất nhiều cái sai, bởi vì tất cả là thủ tục là pháp lý là về em Vũ là 100% là đúng rồi. Dạ. Lấy lại được rồi. Cái dạ. Chuyện là sự đã khẳng định với mình như vậy rồi, em hiểu không? Dạ. Nên anh chờ đợi cho cô ấy. Dù có một cái để mà suy nghĩ lại để cô cháu để mà thảo luận với nhau, mình đưa ra pháp luật thì nói chung là nó hết tình nhất nghĩa. Thì thôi dạ. Thì cô đã lỡ làm rồi thì thôi mình cho cô một cơ hội. Dạ. Để mà cô thay đổi. Chứ bây giờ mình cứ đưa lên trang mạng nhiều quá thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sinh hoạt và đời sống con cái của người ta nữa. Dạ. Mình muốn là thể hại nhưng mình còn lại chút tình em ạ. Dạ. Nhưng mà em nghĩ bà này liệu bà có thay đổi được không anh Ngọc? Em sợ bà. Bà... Như em mình cũng vẫn chờ cho cơ hội chứ em. Dạ. Thì pháp luật nhận thức như mình cũng vẫn phải cho có những cái khoan hồng mà em. Dạ. Nhưng chỉ là bây giờ quan căn bản nhất là cái lương tâm con người thì xử lý với nhau đã. Dạ. Còn nếu dù người ta mà đã như vậy rồi thì lúc đó người ta phải gánh chịu thôi. Dạ, dạ. Vâng. Em thấy bác Ngọc cũng khá là vất vả. Thôi thì cũng coi như là bác nói chuyện như vậy thì cũng cảm ơn bác. Mong là em Vũ thì sớm lấy lại được, bác thì cũng cố gắng. Nói chung là bọn em thì cũng chỉ biết là đưa thông tin và truyền tải thôi. Còn cái vất vả là người trực tiếp là vợ chồng nhà bác thì thôi, thì nghe bác nói như vậy thì cũng yên tâm, và mong là sớm muộn gì đó sẽ lấy lại nhà cho Vũ, cho em nó được an tâm. Dạ dạ. Thế thì nói chung này đó, hôm nay em hỏi như vậy. Còn ví dụ biết đâu một lúc nào anh em mình trong cái này, hay là trong lúc này có những lúc anh em mình vẫn có thể là liên lạc và vẫn gặp nhau được. Dạ vâng, cái này thì nó đơn giản mà anh Ngọc, thực ra thì em không phải là cứ về câu chuyện truyền thông hay là liên quan làm YouTube thì mấy đâu, thì chia sẻ cuộc sống được lúc nào có thời gian thì cũng nếu mà bác rảnh hoặc là bác có nhã ý thì em mời bác cà phê nhé. Dạ
dạ chứ còn 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 này đâu đây phải là cứ cái dạ cứ đâu quân phải là trường cứ quân anh cộng đồng thì trong thời gian dịch anh ta đóng cửa hết rồi. Bây giờ à tạm ngưng, bây giờ anh đi lo cho các cháu xong đã. à dạ Thế dạ thôi nhé, anh cảm ơn em nhé, chào em nhé. Vâng, em cảm ơn bác nhé. Dạ, à, số này là số của em, cảm ơn bác. Dạ. À, em cứ lưu số tài lúc nào anh em mình liên lạc với nhau. Dạ dạ vâng. Đó cũng được. Dạ, lúc nào có thời gian thì thăm bác uống cà phê, cảm ơn bác nhiều. Chứ đâu phải cứ Ok. câu chuyện về truyền thông thì mấy 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 anh em em rất là thoải mái trong cái việc là trò chuyện để chia sẻ. Dạ, cảm ơn bác. Bạn bớt thù mà. Dạ. Đúng không ạ? Dạ Ok, dạ. đọc tin rất nhiều. Dạ, em chào anh, dạ, chúc anh sức khỏe nha, cố gắng anh nhé. Dạ. Cảm ơn. Dạ, em chào anh.